Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em một ít đồ như anh em thấy ở đây anh em nhá. Toàn bộ hôm nay là toàn hàng đấu giá thôi, mà có những cái con hàng mà mình để ở nhà nó cũng khá lâu rồi. Mình sẽ thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em nhá. Thì anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào sản phẩm luôn. Thì giới thiệu đầu tiên đến anh em thì đấy chính là một con máy massage mắt anh em nhé. Con massage mắt này, hàng đấu giá mình vừa mua bên kia về xong. Nói chung là nó là một con cực kỳ ok anh em ạ. Đây, nói chung là con khá mới, khoảng tầm 98-99% anh em ạ. 98-99% đây anh em nhìn đấy. Con này thì nó có các chức năng như này. Đây nút nguồn anh em nhé, bật nguồn lên này. Nó có chức năng rung này, chức năng chườm mắt bằng nhiệt độ này, chức năng rung tần số này. Và đây là vạch báo pin. Vậy nó có 3 cái chức năng cơ bản chính anh em nhé. Massage này, đây là massage bằng chế độ gọi là bơm hơi anh em nhé. Bơm hơi, dùng các cái bóng hơi, quả bóng hơi trong này để nó có độ tạo độ nén lên mắt anh em nhé. Tạo độ nén lên mắt đấy. Và có cái cấp nhiệt. Đấy, sử dụng nhiệt độ nóng hình như cao nhất là được khoảng tầm gần 60 độ C thì phải, để cho ủ con mắt của anh em mình. Với những ai mà mắt cận hay nhức mỏi thì con này cực kỳ ok anh em nhìn này. Nó phồng này. Đấy, nó bơm bóng hơi này. Đấy, nó bơm bóng hơi trực tiếp bên đây luôn anh em nhá. Đấy, và chế độ này là chế độ giật này. Nó sẽ bập 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 bập. Tức là nó có cái loại mà nó đập vào mắt anh em mình ấy. Đấy, giật. Đấy. Rất là hay anh em ạ. Pin này dùng khá là bền, sạc một lần gần như là dùng gần được cả tuần luôn anh em ạ. Trước khi đi ngủ mà anh em đeo con này vào thì nói chung là khá là ok, mắt ngày hôm sau sẽ đỡ nhức mỏi nhiều anh em nhé. Đây, để rất gọn, gập vào được để anh em mang đi du lịch. Con này em để nguyên thế này được anh em nhé. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là 1.200.000, và con này sẽ sử dụng chân sạc micro USB anh em nhé. Anh em về sử dụng sạc vào cái sạc điện thoại này được, tại vì nó sử dụng như mình đọc ở đây nguồn sạc của nó sử dụng nguồn 5V 1A đây anh em nhé. Sử dụng nguồn sạc chậm thôi, sạc vào nó ok. Và con này thì mình sẽ để cho anh em với giá là 1.200.000. Massage mắt anh em ạ, cực kỳ phê luôn. Anh em nào mà hay nhức mỏi mắt hay hoặc là ngồi đêm ngồi điếc ấy, thì nghe con này đeo con này vào thì sẽ rất là ok, rất dễ chịu anh em nhá. 1.200.000. Và con này giá mình search ở trên hãng, đợt vừa rồi mình vừa mới search xong thì giá mới nó rơi khoảng tầm 4.200.000 anh em nhá. Mình để cho anh em chỉ có 1.200.000 thôi. Ok, tiếp đến đây thì sẽ là một con đồng hồ anh em nhé. Con này là con đồng hồ Orient, một trong số những cái mã khá là cao cấp của Orient anh em nhìn thấy. Nhìn thấy mặt của nó là mặt gương lồi anh em nhé. Con này Orient Bambino, dòng Bambino 32 gì đó mình không nhớ lắm. Đây, hàng xịn 100%, cũng là hàng đấu giá bên kia về anh em ạ. Dây của nó vẫn còn dây zin anh em nhé. Dây nó toàn bộ dây zin đây. Dây zin nói chung là không còn mới đẹp nữa rồi, nhưng mà nó cũng vẫn là dây zin. Đeo vào thì dây này chắc là mình nghĩ nó khá bền thôi, đeo khoảng tầm vài năm nữa cũng vẫn, dây này thì vẫn ok, vẫn đeo được. Dây nó thì dây kiểu da bò giả vân cá sấu. Mặt đồng hồ thì mặt dạng lồi anh em nhé, giả cổ kiểu lồi này, anh em nhìn kính lồi rất là hiếm trên thị trường luôn, đúng không? Cọc số thì toàn bộ là cọc số La Mã hết, và kim của dòng này sẽ là kim xanh anh em nhé. Kim xanh, một trong số những công nghệ mạ kim gọi là quá cao cấp, đến từ Orient đấy. Orient là một trong số những thương hiệu khá là nổi tiếng ở bên Nhật rồi. Orient và Seiko này, và thằng gì nhỉ? Orient là một này, Seiko là hai này, và thằng gì bạn Luân mà vẫn đeo ấy nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Nói chung là con này cũng là một con ngon. Giá mới bây giờ khoảng tầm hơn 4 củ anh em nhé. Và giá hiện tại bây giờ hàng đấu giá mình để về cho anh em thì con này chỉ có 2.900.000 thôi anh em nhé. Chạy cực kỳ chuẩn xác luôn. Con này nói chung là cái dòng máy cơ. Con này thì máy automatic anh em nhé. Anh em nhìn đây, automatic này. Là máy không phải máy chạy pin đâu, mà máy chạy cơ anh em nhé. Máy chạy cơ thì chạy khá là chuẩn giờ. Một tuần thì chắc là sai khoảng tầm được mấy chục giây. Mấy chục giây thì tuần này trừ đi tuần kia được một tháng ấy, chắc nó chỉ sai khoảng tầm 1 đến 2 phút được cùng thôi. 1 đến 3 tháng thì sai khoảng tầm 1 đến 2 phút thôi. Nói chung là một con đồng hồ khá là đáng chơi anh em nhé. Tại vì nó là một cái dòng mà anh em nhìn này, mặt lồi, gương lồi, đúng không? 2.900.000 anh em nhé. Giá cực kỳ tốt luôn đấy. Tiếp đến là con này. Con này là một trong số những con đồng hồ gọi là smartwatch từ bên Nhật về. Mình nhớ không nhầm thì hình như nó của thằng Huawei thì phải đây. Chữ tiếng Việt của nó rất là mượt luôn anh em nhé. Đấy, có cả đo oxy máu này, đo nhịp tim này,
đi tập thể thao thứ đeo này rất là ok luôn anh em nhé. Đây, con này thì không phải là con như con Apple nội phake nữa mà con này hàng hãng đấy anh em ạ. Đây, các cái mặt đồng hồ anh em có thể tùy chọn ở trên máy anh em nhé, rất nhiều mặt luôn. Đây, ví dụ như mặt này chẳng hạn, hoặc là mặt này, hoặc là mặt này, đúng không? Đấy, rất nhiều loại mặt để cho anh em tùy chọn mặt đồng hồ. Pin của con này thì khá là bền anh em nhé. Pin của con này thì mình đánh giá nó được khoảng tầm 10 ngày. Tại mình đeo thử rồi, 10 đến 10 khoảng tầm được 10 ngày để bật full chức năng lên vẫn được 10 ngày bình thường. Đấy, rất là đẹp. Nói chung một con đồng hồ khá là đẹp anh em nhé. Và hiện tại con này thì đi kèm dây sạc đây, dây sạc zin của nó anh em nhé, dây sạc zin về nguyên bộ như này luôn. Và mình để cho anh em con đồng hồ này chỉ có 700 ngàn thôi anh em nhé, 700 ngàn để anh em về chơi, cực kỳ ngon đấy. Tiếp đến là hai con đồng hồ khá là VIP đây, anh em thì nhìn thấy đây, hai con đồng hồ này thì siêu VIP luôn anh em ạ. À, con này thì là hai con đồng hồ đến từ thương hiệu Ronidi anh em nhé, Ronidi. Và con này thì đây anh em nhìn, hàng là hàng Thụy Sĩ đấy anh em ạ, xuất Nhật đây anh em nhé. Tem đây là tem bảo hành này, đấy, bảo hành tại hãng này anh em thấy không, tất cả đều là của Nhật, hàng nguyên bản của Nhật về anh em nhé. Hàng này hàng mình đấu giá về đây anh em nhìn, cái này là cái server ticket để cái gọi là cái giấy chứng thực về kim cương của trên chiếc đồng hồ anh em nhé. Thì con này đây anh em nhìn thấy nó chỉ có một cái giấy chứng thực thì mình về chỉ được một giấy của con này thôi, còn giấy của con này thì nó không kèm được, tại vì bên kia nó mất giấy rồi anh em nhé, bên kia nó mất giấy rồi. Đây anh em dịch ra thì sẽ thấy đây là bao gồm 12 viên kim cương tự nhiên anh em nhé, 12 viên kim cương tự nhiên do cái một cái thương hiệu gọi là đá quý ở bên Nhật, nó đã có cái giấy kiểm định giống như kiểu cái gọi là cái thằng gì nhỉ, cái thằng Bảo Tín Minh Châu ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó cũng có những cái giấy như này để nó chứng thực về cái sản phẩm nó bán ra anh em nhé. Đấy, thì mình cất giấy đi, anh em về dịch nó sẽ biết được cái nội dung. Nó bao kèm đi kèm thì sẽ bao gồm hai cái hộp da anh em nhé, hộp da bằng da đây anh em nhìn, bằng da luôn. Và cái đồng hồ đây, nhân vật chính của chúng ta Rodini, anh em sẽ nhìn thấy con này là con Thụy Sĩ anh em nhé, con này thuần Thụy Sĩ đây, rất là đẹp luôn. Đính một viên đá đây này, đính một viên đá ruby đen, và bên trên mặt đồng hồ sẽ là 12 viên kim cương tự nhiên anh em nhé, cực kỳ chất luôn. Và con này là một trong số những con hàng rất là hiếm trên thị trường mà mình phải mua đấu giá rất là khó bên Nhật mới có. Máy thì chạy máy Nhật anh em nhé, máy Nhật đấy. Đấy, nhiều lúc anh em cứ hỏi tại sao đồng hồ Thụy Sĩ thì lại chạy máy Nhật, thì xin thưa với anh em là đồng hồ Thụy Sĩ thì tất cả những con đồng hồ Thụy Sĩ pin thì chạy máy Nhật khoảng tầm trên 90% là chạy máy Nhật tất anh em nhé. Tại vì cái máy Nhật của cái máy pin của thằng Nhật ấy nó gần như là số 1 rồi, thằng Thụy Sĩ nó chỉ là máy cơ thôi. Thụy Sĩ về gọi là số 1 máy cơ, còn đến những sau này Thụy Sĩ sản xuất đồng hồ thì hầu như là lấy máy Nhật tất anh em nhé. Con này thì đeo tùy chọn cổ tay, tay nào cũng vừa anh em nhé. Dòng này thì thường bên Nhật nó sẽ đánh giá là cái dòng unisex, nam nữ đeo đều được đây. Và con này thì khá là đẹp luôn. Dây nó là dây thép đúc anh em nhé, dây thép đúc mạ vàng cực kỳ lì luôn. Và dây thép vàng này nó mạ rất là dày luôn anh em nhé, cực kỳ dày luôn. Đây có hai con. Con này thì gần như bên Nhật nó quên không sử dụng luôn. Con này mới không một tì vết luôn anh em nhé, mới không tì vết nào luôn. Đấy, như quên không sử dụng, bên Nhật nó chỉ đeo con này thôi. Đấy, con này nó phải mua một cặp và nó đeo con này rồi. Thì con này nó chưa đeo này. Đấy, Ronini anh em nhé, cùng một thương hiệu luôn. Lúc trước thì đây, đá ruby này, nói chung hàng chuẩn anh em ạ, 12 viên đá, 12 viên kim cương tự nhiên này anh em nhìn này, nói chung là không phải dạng vừa đâu. Lúc trước thì con đồng hồ này thì mình đấu giá về rất là cao, và đợt vừa rồi thì mình để cho anh em giá là báo giá cho anh em là 15 triệu cho cả một cặp anh em nhé, 15 triệu cho một cặp. Và bây giờ thì mình xin phép xả cho anh em hai cặp này, bán là bán không lợi nhuận luôn, bán cho anh em là 13.200.000 anh em nhé, cho anh em nào lấy cả cặp luôn, ưu tiên anh em lấy cả cặp anh em nhé. Tại vì là cái giấy chứng nhận kim cương mình chỉ có một giấy thôi, và mình sẽ ưu tiên anh em nào lấy cả cặp. Đấy, 13.200.000, một trong số những con đồng hồ cực kỳ VIP luôn anh em nhé. Đấy, thép đúc toàn bộ anh em nhé, thép đúc toàn bộ, rất là xịn luôn. Anh em nào cầm vào sẽ thấy nó xịn anh em nhé. Rồi, tiếp đến bên này thì là sẽ là đến đống đồ âm thanh và cái máy massage, lại về đấu giá thêm được một chiếc nữa anh em nhé. Đầu tiên là cái dây âm thanh. Cái dây này dây 3.5 anh em nhé, hai đầu 3.5, hàng cũng là hàng Nhật bãi, về kèm đồ tai nghe đấu giá được. Thì con này là toàn bộ rắc chân này thì mạ vàng các thứ sáng bóng luôn anh em nhé. Đấy, rồi dây thì được khoảng tầm dây này được khoảng tầm 1m8 anh em ạ, dây được 1m8 khá là dài. Và hiện tại mình để cho anh em có 50.000 thôi anh em nhé, dây màu trắng này, trắng sữa này. Đấy, 50.000 cái dây này, ok chưa anh em?
Tiếp đến tai nghe thì là cái tai nghe rẻ nhất ở trên video này sẽ là con đến từ thương hiệu Audio Technica anh em ạ. Một trong số những thương hiệu quá kinh điển về sản xuất tai nghe bên Nhật rồi, thuần Nhật. Và con này nghe cực kỳ hay luôn, chất bass thì siêu căng, giải mid rất là dày anh em nhé. Chân đồng này anh em nhìn gần như bên Nhật chưa sử dụng cái tai luôn. Tai này nó hàng tồn kho bên Nhật anh em nhé. Hàng tồn kho bên Nhật và rắc cắm là rắc chữ L. Đấy anh em nào mà có cái điện thoại mà có chân 3.5, anh em mình có thể cắm vào những cái thiết bị như kiểu máy tính và cái máy nghe nhạc của anh em để nghe nhạc, thì con này là một trong số những con rất là tuyệt vời luôn. Giá mình đang để cho anh em là chỉ có 200.000 thôi anh em nhé. 200.000 cho con tai VIP này. Con tai chất âm bao phê luôn anh em ạ. Với giá 200.000 cực kỳ xứng đáng anh em nhé. Có 200.000 thôi. Tiếp đến ở đây thì sẽ là một con tai nghe đến từ thương hiệu Sony, một trong số những cái con gọi là hàng đi kèm theo máy nghe nhạc VIP của Sony ngày xưa, máy Walkman anh em nhé. Dòng này là dòng tai cổ, nó tai e bất cổ anh em thấy nhìn thấy đây. Tai cổ này rất là hiếm và bên thị trường Nhật nó đang săn đón những bọn này rất là nhiều anh em nhé. Bên thị trường Nhật và bên thị trường Trung Quốc nó mua bọn này rất là nhiều luôn và gần như Việt Nam đấu giá không thể nào mua được luôn. Đây, chân cắm anh em nhìn thấy không? Chân mạ vàng toàn bộ và dùng vĩnh viễn vẫn sẽ vàng như này. Và dòng này chân cắm chữ Y. Cái dây thì vẫn là dây cái form truyền thống ngày xưa anh em nhé. Đeo anh em nào mà đeo tai nghe mà hay bị đau tai với những cái nút tai cao su ấy. Nút tai này này, nó bí tai thì sử dụng chuyển sang cái loại Airbus này. Nghe rất là ok và chất âm con này thì hay miễn bàn luôn anh em nhé. Hiện tại mình đang để cho anh em con này là 300.000 anh em nhé. 300.000 cho một con tai nghe Sony rất là ngon luôn. Đấy, 300. Tiếp đến là con tai nghe này. Với những anh em gọi là thần tượng Apple thì đây là một trong số những lựa chọn rất là ok với anh em. Con này là con tai Apple xịn anh em nhé. Apple xịn hàng đấu giá về. Thì con này là nó sử dụng cho những con điện thoại từ iPhone 5 trở lên. Đây nó sử dụng chân sạc Lightning rồi anh em nhé. Chân cắm Lightning. Đấy, anh em chỉ cần cắm vào những cái con điện thoại đời cao, sử dụng chân Lightning là ok. Đấy, nghe cực kỳ ok. Có mic đàm thoại, nói chung con này mình không phải bàn nhiều nữa rồi anh em nhé. Chất âm của iPhone nó là trung lập. Nghe được tốt hơn tuột mọi thể loại. Và giá hiện tại con này mình đang để cho anh em là 350.000. Thiết kế củ tai nghe thì củ công thái học luôn anh em nhé. Và tai cam kết là tai xịn luôn chứ không như anh em bán tai đẻo trên thị trường đâu. Hàng là cam kết hàng Nhật về, hàng xịn luôn. 350.000 anh em nhé. Đấy, tai iPhone xịn. Cam kết xịn. Tiếp đến thì đây là một con tai nghe Bluetooth đến từ thương hiệu Audio Technica. Thì con này thì gần như là về con nào sẽ bay con đấy anh em nhé. Con này ATCKR35BT. Đấy. Con này là một trong số những dòng VIP của Audio Technica có chống ồn chủ động anh em nhé, chống ồn. Gọi coi như là anh em đàm thoại thì tiếng ở bên kia nghe của anh em mình trong veo trong vắt luôn, không một tiếng động gì. Còn chất âm này thì chất bass siêu căng, là một trong số những con gọi là vua về chất bass, đánh cực kỳ căng. Nếu mà anh em nào mà chơi Sony rồi, Sony 700.000 rồi, thì con này nó hơn Sony một cấp anh em nhé. Về chất âm Sony thua con này một chút. Con này chỉ mỗi cái là dây của nó hơi màu đỏ một tí. Với những anh em mà gọi là kỳ thị màu đỏ thì là hơi ngại, hơi quan ngại. Nhưng mà với những anh em mà mệnh hỏa mà thích màu đỏ thì đây là một lựa chọn rất là ok với anh em. Chất âm cực kỳ ngon và giá con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em là 800.000. Pin được khoảng tầm 7-8 tiếng, rất là bền anh em nhé. Pin siêu bền luôn. Đấy. 800.000 anh em nhé. Và cuối cùng là một con tai nghe hàng VIP đến từ Sony. Đây. Con tai này là con tai VIP đi kèm theo cặp đi kèm theo cái Sony Walkman anh em nhé. Sony Walkman của thằng Sony. Một trong số những con tai nghe kinh điển anh em ạ. Con này NC 030 hay 031 thì mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà nói chung nó con tai nghe anh em săn rất là nhiều luôn, có chống ồn các kiểu này. Củ Hausen anh em nhìn thấy đây. Đấy, củ Hausen nó cực kỳ dị luôn và cho chất âm gọi là quá chi tiết anh em ạ, quá chi tiết. Và có kèm chân chuyển. Chân chuyển này cũng là chân nội địa Nhật luôn anh em nhé. Chân chuyển này mình tặng kèm anh em là chân nội địa Nhật luôn này. Chuyển từ rắc 5 chân này anh em nhìn 1 2 3 4 5 khớp sang 4 khớp để phục vụ anh em cắm điện thoại, cắm máy nghe nhạc. Và dân cắm này nó cũng xịn, toàn bộ mạ vàng tất đây. Cái này mình sẽ tặng kèm anh em luôn. Tại vì khi anh em cắm trực tiếp cái 5 chân này vào cái chân 3.5 thông thường thì nó sẽ bị lệch vế anh em nhé. Nó chỉ lên được một vế thôi. Và cái dây này mình tặng kèm anh em để anh em có thể nghe trọn vẹn được con tai nghe này. Đấy. Và hiện tại con này mình đang để cho anh em giá cực kỳ tốt thì chỉ có 650.000 thôi anh em nhé. 650.000 cho con tai nghe này, con tai Sony này. Đấy, anh em nhìn kể cả cái núm cao su nó cũng là núm VIP luôn. Đấy. Núm cao siêu su này 100.000 một cặp anh em nhé. VIP luôn đấy. Rồi. Và tiếp đến cuối cùng ngày hôm nay thì sẽ là cái con máy massage anh em nhé. Một trong số những con mình đấu giá bên Nhật về được. Và con này là hàng của Mỹ xuất cho thị trường Nhật. Con Urica anh em ạ, Urica anh em nhé. Con này thì như anh em nhìn thấy thiết kế nó khá là dị anh em nhé. Đây, mình sẽ để cho đây.
con này khá là dị anh em nhé. Đây mình sẽ kéo máy quay sẽ ra tí để quay cho anh em xem chi tiết. Trời ơi này, đây đây, như anh em nhìn thấy thì đây chính là nhân vật chính của chúng ta đúng không? Còn máy massage Urica thì con này pin siêu trâu luôn anh em ạ, cả cái cục này có nó khối pin anh em nhé, dùng rất là bền. Và quan trọng nhất là cái tay cầm của nó, anh em thể nhìn thấy nó có thể điều chỉnh được, một là anh em quặp bên này để anh em dí vào những cái thiết bị ở sau lưng, khi anh em mình cần massage sau lưng ấy thì massage nó dễ anh em nhé, còn không thì anh em mình sẽ quay vào như thế này. Đấy, anh em cầm sẽ cầm như thế này, nói chung là hai tư thế điều chỉnh cực kỳ tiện lợi đúng không? Hai tư thế được điều chỉnh cực kỳ tiện lợi và nó làm cực kỳ chắc chắn và xịn anh em nhé. Dòng này dòng xịn anh em mình, đừng so với con mấy trăm nghìn ở Việt Nam, không có tuổi đâu, không có tuổi so với con này. Nút nguồn ở bên dưới anh em nhé, và chân sạc ở bên dưới này. Đấy, và những con đời cao này nó sẽ made in China tất anh em nhé. Anh em lưu ý một chút, nhiều anh em hỏi hàng Mỹ tại sao made in China. Tại vì những con bây giờ hầu như đời cao nó toàn made in China tất thôi, và con này nó là hàng mới anh em nhé, made in China là chuyện bình thường. Mình không ngại nhắc đến vấn đề đấy, nhưng mà khi anh em cầm một con máy xịn với một con máy đẻo anh em sẽ cảm nhận được ngay, tại vì con này rất là xịn luôn. Rất là xịn luôn, cầm vào biết là xịn rồi anh em nhé. Đây nút nguồn đây, bật nguồn lên anh em nhé. Đằng sau này thì nó sẽ có hai cái chỗ để hiển thị đúng không? Một chỗ ở bên dưới này thì là để hiển thị. Đây có nấc chọn anh em nhé, nấc chọn chế độ massage. Đấy, nó sẽ có 30 nấc anh em nhé, 30 nấc tất cả đây. Anh em thì nhìn thấy 30 nấc tất cả, 30 nấc tất cả. Còn bên trên này là cái thời gian, thời gian anh em mình đấm được bao phút nó sẽ hiện ở đây. Đây vẫn còn nớp đi lông vẫn còn nguyên này anh em nhìn đây. Hàng đấu giá mà đúng không? Bên trên này các vạch pin này, các vạch pin ở bên trên này. Bây giờ còn hai vạch này anh em nhìn thấy, hai vạch màu xanh này. Đấy, và bấm chạy sẽ bấm ở đây anh em nhé. Đấy, bấm chạy đây. Và các đầu thì anh em có thể nhìn thấy nó nguyên kèm cả hộp như này luôn anh em nhé. Urica, nói chung hàng đấu giá về thì không phải bàn rồi, hàng mới chưa qua sử dụng luôn anh em nhé. Bên trong này thì sẽ bao gồm một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu và sáu đầu tất cả ở đây. Sáu đầu, rất nhiều đầu để anh em phục vụ đấm bọn được những cái vị trí phức tạp đây. Kể cả những cái đầu đạn này cũng có anh em nhé. Đầu gông này để phục vụ anh em nán bóp ở những chỗ bắp này. Đây này anh em. Đầu này thì đầu đa dụng này. Đầu này là đầu đa dụng ở khắp mọi nơi trên cơ thể luôn. Nó là một cái cục như kiểu cục mút ấy, rất là mềm anh em nhé. Nó không đến mức quá cứng mà nó rất là mềm, ấn mềm được này. Và đây là cái thụt để anh em thụt lò xo này. Đây, anh em thấy không? Đấy, biên độ dao động rất là cao. Và đây là cái thụt thông thường rồi. Anh em hay đi thấy, anh thấy đi tầm quất massage bọn hay dùng cái đầu này dí nhà mình này. Đấy, đây là cái sạc anh em nhé, sạc. Cái sạc này thì nhiều anh em hỏi là nó sẽ sử dụng được điện bao nhiêu, thì anh em như anh em nhìn thấy ở đây, con này sẽ sử dụng được nguồn điện từ 100 đến 240 V anh em nhé. Thế này anh em có thể dùng cả bên Nhật và bên mình, cắm điện thoải mái luôn, anh em không phải lo về điện, cứ cắm vào phát là cắm sạc thôi anh em ạ. Không phải dùng chuyển nguồn chuyển huyết gì đâu, sử dụng được cả điện 220 luôn anh em nhé, từ 100V đến 240V mà, rất là ok. Đấy, và đi kèm trong này thì nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa anh em nhé. Đây như anh em mình thấy sách hướng dẫn sử dụng đây, mới cứng luôn. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, đủ hết các ngôn ngữ anh em nhé. Đây, ngôn ngữ Nhật đây, nhưng em hỏi là tại sao. Đây, có phải đúng hàng Nhật không? Đây, hướng dẫn chữ Nhật đây anh em nhé. Đây, chữ Nhật đây, xuất từ thị trường Nhật mà anh em, làm sao mà không hướng dẫn chữ Nhật được, đúng không? Chuẩn chỉ hướng dẫn chữ Nhật luôn, rất chi tiết anh em nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái máy thử để cho anh em xem nhé. Bật cái máy thử cho anh em xem này. Đây này, đang bật để chế độ 30, phải cho chế độ thấp rồi anh em ạ. Chế độ 30 đâm rung kinh á, nó rung tan người luôn, 19 rồi. Đây, cái đầu mình sẽ ấn vào như này nha anh em nhá. Em lắp này. Đấy, anh em ấn hết cữ luôn, đúng không? Bây giờ anh em bấm chạy này. Anh em thấy không? Khi mà một con máy xịn anh em nhá, anh em cầm ở bên dưới này sẽ cảm nhận được cái độ rung ở nó rất là ít luôn, chứ nó không như mấy con máy tàu ở Việt Nam đâu. Độ rung của nó khi anh em cầm vào tay rung rung bần bật luôn. Cái này nó chỉ rung ở cái đầu thôi anh em nhá, chỉ rung ở cái đoạn thân này thôi. Chứ còn xuống cái tay cầm này cái độ rung của nó rất là nhẹ luôn. Anh em cầm thì gần như là cái nó rất nhất rất là nhẹ dưới tay luôn. Đây anh em nhìn này, tần số thụt của đầu anh em nhìn thấy không? Đấy. Ui. Bao sướng luôn anh em ạ, bao phê luôn. Anh em nào mà đau lưng xương khớp và thứ giống như bạn Luân thì mua về. Nói thật là cái này là mình mua cái này về nó do hữu duyên thôi anh em ạ. Tại vì sao bạn Luân mà bị đau lưng anh em ạ? Thế là mình mua về là muốn để cho bạn Luân bạn ấy chơi. Thì bạn Luân mà mình đấu giá về thì thấy nó ngon quá, thế là mình săn con này bên kia, cứ thấy con nào hở ra là mình mua về con đấy để phục vụ anh em luôn. Đấy. Đấy anh em thấy không? Ui giời, bao sướng luôn anh em nhìn này. Ui giời ơi. Không phải tua chậm được chiếc gì đâu.
cam quay đúng đây anh em ạ, cam quay đúng luôn đấy, không phải tua chậm tua chiếc gì đâu. Đây, cái này nó bấm rất sướng luôn anh em nhá. Biên độ dao động cực kỳ cao luôn. Này, tay cầm. Nó êm không? Tay bên dưới này im phắc luôn. Bên trên này thì ui bao phê. Rồi. Đấy thử cho anh em nhá. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu thì mình vẫn để cho anh em giá bình ổn giống như những con trước thôi. Để cho anh em là 1.800.000 anh em nhá. 1.800.000 cho con máy massage này. Ok chưa anh em? Chất lượng khỏi bàn luôn, rất là sướng. Đừng so với những con mà khoảng tầm 300-400.000 ở Việt Nam, tại vì nó không có tuổi so với những con này đâu anh em. Hàng VIP mà, những con này là hàng chuẩn luôn anh em nhá. Mua một con thì dùng cả đời luôn, không cần phải lo nghĩ luôn. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em có một buổi tối bên gia đình thật là vui vẻ. Xin chào nha.